Với khí hậu thời tiết luôn thay đổi theo bốn mùa, thời điểm giao mùa cũng là lúc người dân dễ mắc các chứng bệnh như cảm mạo, nhất là với người già và trẻ em. Lũ trẻ hiếu động thường đầu trần phơi nắng đi chơi nên dễ bị cảm nắng, cảm gió. Biểu hiện thường là hắt hơi, ngạt mũi và chảy nước mũi, khô rát họng. Sau đó đau họng, khản tiếng, ho khan, mệt mỏi. Theo y học dân tộc thì đánh gió là một hình thức chữa bệnh không dùng thuốc. Đây là cách chữa bệnh khá phổ biến trong dân gian với các chứng bệnh như cảm mạo, trúng gió. Tùy từng vùng miền, tùy từng điều kiện mà người dân từ xưa đến nay có những cách đánh gió khác nhau, song ít nhiều đều mang lại hiệu quả. Ở ngoài Bắc ta thì có cái đánh gió, ở trong Nam thì có cái cạo gió. Thế thì dân gian ấy, thì dùng chữ bắt gió. Thế tại sao lại nói cái chữ gió ở đây? Tức là theo quan niệm của Đông Y, một trong những cái nguyên nhân gây bệnh là phong, phong tà. Tức là cái gió độc ấy, nó xâm nhập vào da thịt của người ta và nó gây nên những cái biến loạn. Thế thì cái đánh gió này, cạo gió này hoặc là bắt gió này thì là để mục đích của người ta muốn là trục cái phong tà ra ngoài. Đấy, cái nguyên tắc của nó là trục cái phong tà ra ngoài. Thế thì cái cách đánh gió nó có rất nhiều cách. Ở miền Bắc nó có rất nhiều cách. Tôi lấy thí dụ như là các cụ ở nhà quê có thể là giang cám này với lại một ít ngải cứu, thế xong rồi bọc vào một cái khăn thật sạch, thế và đánh từ trên đầu xuống dưới dọc hai bên như thế này. Cái thứ hai tức là người kinh điển ấy, thì người ta cầu kỳ người ta có thể dùng đồng bạc hoặc là cái dây bạc. Thế rồi thì với một cái quả trứng đã được luộc chín, thế bỏ cái lòng đỏ ra ta ăn. Thế thì còn cái lòng trắng ấy, ta bọc cái bạc ở giữa cái lòng trắng rồi bọc cái vải ra bên ngoài. Thế và cũng đánh ở trên đầu này, trên mặt này. Thế xong rồi đánh ở hai đằng sau và toàn bộ này, hoặc là đánh ở tay, ở chân này, thế vân vân. Vẫn không ngoài hai vấn đề lớn có quan hệ hữu cơ với nhau, dưỡng sinh và trị liệu. Hay nói đầy đủ là phòng chống bệnh tật, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Khó có thể kể hết các phương pháp mà y học dân gian sử dụng, nhưng tự chung cũng không ngoài hai nhóm lớn. Dược vật liệu pháp, tức là phương pháp dùng thuốc, và phi dược liệu pháp, tức là phương pháp không dùng thuốc. Chữa bệnh không dùng thuốc là một trong các cái phương pháp mà Đông y dùng rất nhiều. Thế thì trong phương pháp không dùng thuốc nó gồm rất nhiều cái phương pháp. Thí dụ như là người ta gọi dùng chữ biếm chẳng hạn để chỉ các cái trường hợp về trích lẻ và giác. Cái thứ hai người ta có thể xoa này, người ta có thể xoa bóp này, châm cứu này. Thế người ta giác hơi này, thế có thể luyện tập này. Thế và trong cái luyện tập thì có nhiều kiểu luyện tập. Thí dụ như là luyện tập khí công này, luyện tập các cái động tác cho cơ bắp nó phát triển vân vân. Thế tức là nó có rất nhiều cái. Thế thì chúng ta biết rằng là tại sao người ta lại đẻ ra nhiều cái như thế? Bởi vì là trong thực tế cuộc sống ấy thì bệnh có nhiều cái rất phức tạp, nhưng mà có nhiều khi nó rất đơn giản. Nó chỉ gây cái rối loạn cơ năng thôi. Thế thì dùng các cái biện pháp không dùng thuốc, người ta thấy có kết quả, cho nên là nó tồn tại 6 cái phương pháp như vậy. Theo sách y học xưa, đánh gió là phương pháp sử dụng bờ của những vật có cạnh hình cung tròn và tương đối nhẵn nhụi như thìa nhôm, dìa đồng tiền kim loại, miệng chén, dìa bát, đĩa sứ, lược, nhẫn bạc, sừng trâu, tác động lên các vị trí thích hợp khác nhau trên cơ thể theo quan điểm của học thuyết âm dương, kinh lạc trong y học cổ truyền nhằm mục đích dự phòng và chữa trị bệnh tật. Đây là phương pháp chữa bệnh dân gian rất hiệu quả, rẻ tiền, an toàn, thao tác đơn giản mà hiệu quả chữa bệnh nhiều khi đạt tới mức kỳ diệu. Khi mà đánh gió như thế thì thứ nhất tức là nó có tác dụng giãn mạch. Thì chúng ta thấy là cái vùng mà được gọi là cạo gió, đánh gió như thế thì rõ ràng nó tấy đỏ lên. Tấy đỏ lên thì mạch nó giãn ra. Mạch nó giãn ra thì nó tăng dinh dưỡng ở cái vùng đó. Mà tăng dinh dưỡng thì đồng
nghĩa là tăng đào thải các cái chất cặn bã ở ở cái vùng đó đi. Cái thứ hai tức là ta thấy là cái vai trò của da, da nó có 7 chức năng, trong đó có cái chức năng thải độc qua cái tuyến mồ hôi này. Thế bây giờ nếu mà chúng ta làm cho nó nóng lên và nó tăng thải độc thì nó đào thải được ra các cái chất mà không nên để ở trong cơ thể. Thí dụ như là bây giờ các cái trường hợp mà người ta đau mỏi cơ bắp này sau một ngày lao động mệt nhọc này, thế hoặc là người ta đi ra ngoài bị cái gió lạnh này, thế hắt hơi sổ mũi này, người ta gọi là cảm sốt đấy. Thế thì những trường hợp ấy có thể dùng được. Thế những cái trường hợp đau mỏi này rồi cảm sốt này thì có quyền dùng cái phương pháp đánh gió. Tuy đã được chứng minh bằng thực tiễn là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc có hiệu quả, nhưng không phải ai và bị bệnh gì cũng có thể sử dụng đến cách chữa trị này. Mặc dù đây là phương pháp trị liệu đơn giản, nhưng trong mọi trường hợp vẫn rất cần sự khám xét và chỉ định cụ thể của các thầy thuốc có chuyên khoa. Những người phải là có cái chẩn đoán là đây liên quan đến cái cảm mạo hoặc là cái mệt mỏi thông thường thôi, chứ nó không có cái biến đổi lớn. Thí dụ như không có cao huyết áp, không có đang sốt sình sịch ấy, thế cái, hoặc là không có bệnh ngoài da đang lở loét như thế này mà bây giờ ta lại cạo cạo thế này càng lở loét thêm. Thế đàn bà có thai bụng chửa như thế này chúng ta lại làm nóng nó mất nhiều nước thì ảnh hưởng đến cái thai. Thế như vậy tức là quá bé này, hoặc là đang có bệnh tim mạch này, đang có bệnh ngoài da thì không nên dùng. Thế ngoài ra thì nếu như mà nó không phải là cái yếu tố ta gọi là nguyên nhân, đông y gọi là do phong đấy, thì phong hàn thì nên hạn chế. Có thể đánh gió bằng đồng bạc và trứng gà, bạc kết hợp dầu gió, tám giang với lá ngải cứu, hay là cúc tần, lá trầu và rượu. Nguyên tắc đánh gió: xem người bệnh bị nhiễm loại cảm nào, cảm lạnh, nóng, nắng, gió để tìm cách đánh tương ứng. Đánh gió từ trên xuống dưới, đỉnh đầu, mặt, ngực, bụng, cơ quan sinh dục, lưng, mông, chân tay, lòng bàn chân và tay. Không đánh theo chiều ngược lại, tức là chiều từ dưới lên. Chỉ đánh theo hai bên cụt xuống lưng, không đánh thẳng vào cột sống lưng. Duy trì nhiệt độ vừa đủ làm nóng các loại lá, trứng trong khi đánh cảm. Tuyệt đối không dùng rượu gừng, dầu nóng tạo gió khi cảm nóng. Không dùng nước mát, dầu trắng để đánh cảm lạnh vì cơ thể đã bị lạnh lại càng lạnh thêm. Khi đánh gió, chọn nơi kín gió để người bệnh nằm ngay ngắn, tĩnh tâm, toàn thân thư giãn. Sát trùng dụng cụ để đánh gió. Sau khi đánh gió, người bệnh cần mặc đồ kín, ấm. Người bệnh cần nghỉ ngơi, tránh ra gió và uống nước ấm. Có thể đắp một tấm chăn mỏng để cơ thể toát mồ hôi.